Chào mừng cả nhà tham gia ngày thứ tư của thử thách 7 ngày thanh lọc gan, đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ theo một chế độ ăn thiên về thực vật có tính chất chữa lành. Cũng giống như các ngày trước, anh chị em mình lắng nghe cơ thể của chúng ta để bổ sung các bữa ăn thì rất là đa dạng, nhiều màu sắc. Bữa ăn sáng chúng ta tập trung vào cách chế biến nhanh, gọn, nhẹ và làm sao không mất nhiều thời gian. Thì sáng hôm nay chúng ta vẫn uống là sinh tố chống lão hóa, cái món này rất là ngon. Đối với anh chị ở Việt Nam mà không mua được quả việt quất, chúng ta có thể thay thế cái công thức này bằng gì ạ? Thanh long, quả thanh long đỏ đều rất là tốt nhé. Còn bữa trưa thì chúng ta ăn theo một cái chế độ ăn thuần thực vật và ăn thô rất là ngon. Công thức này là một trong những công thức mà chồng em mà ăn thường xuyên, một tuần ăn ít nhất 3 đến 4 lần vào bữa tối. Đấy, còn bữa ăn tối thì chúng ta làm món sushi quận, kiểu này rất là hấp dẫn. Trong ngày nhớ bổ sung thêm nước ép củ dền, vì củ dền là một trong những công thức cực kỳ tốt trong quá trình thanh lọc và đào thải độc tố cho gan, cho anh chị em mình nhớ sử dụng. Đối với những người mới đầu sử dụng củ dền thì trong quyển sách nước ép trị liệu Emma có nói hướng dẫn rất là chi tiết. Vì củ dền có tính chất thanh lọc gan nên mọi người nhớ là dùng củ dền với một cái liều lượng nhỏ thôi trong thời gian đầu và lắng nghe cơ thể của mình. Và hy vọng là anh chị em mình đạt được một số những kết quả tuyệt vời trong những cái ngày vừa qua. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong ngày thứ 5.